Hai cái motor điện ở trên chiếc xe này nó hoàn toàn được sinh ra để phục vụ cho việc tăng tốc và dẫn động, chứ không phục vụ cho việc tiết kiệm nhiên liệu. Bắt đầu. Sổi. Sổi. Rồi. 100 rồi. Nhanh lắm. Khi tăng tốc nó sẽ để cái tỷ số chuyển là khoảng 73, tức là khi bạn tăng tốc đạp ga như này, đó, lập tức chiếc xe này nó hơi bênh đầu lên 73, 70% phía trước, 30% phía sau. Nhưng chỉ vào khoảng cỡ 1,5 đến 2 giây là cùng nhá, là lập tức đầu nó lại được ghi xuống. Lúc này thì cái xe nó lại chuyển sang cái cơ cấu tỷ số chuyển là 28, tức là 20% bánh trước và 80% bánh sau. Để làm sao để chiếc xe nó sẽ không bị ở trong cái trạng thái bênh đầu khi các bạn tăng tốc nó quá lâu. Tất cả mọi thứ nó kết hợp vào với nhau và nó làm cho cái người lái nó luôn luôn ở trong một cái trạng thái an toàn. Tức là chúng ta có một cái hiệu suất cao performance, nhưng ở vòng tròn ngoài nó vẫn sẽ là cái sự an toàn. Xin kính chào các bạn. Nhắc tới Lexus thì mọi người sẽ nghĩ tới điều gì? Còn ngày hôm nay tại đây trường lộ F1, chúng tôi sẽ có cơ hội được trải nghiệm chiếc Lexus RX 500 HF Sport Performance. Nghe nó cứ sai sai ấy nhỉ? Kiểu mang xe Lexus vào đường đua. Nhưng mà không sai đâu. Thử nhá. Rồi, và như vậy đây là chiếc xe đầu tiên mà anh em mình sẽ được test trên trường đua F1. Đây là chiếc RX350 phiên bản Premium, tức là một chiếc RX350 bình thường nhá. Máy thì vẫn là máy 2.4 tăng áp với 275 mã lực và 340 Nm mô men xoắn. Bây giờ đầu tiên thì sẽ là cái bài tăng tốc đến vận tốc là 100 km/h như thường lệ. Bây giờ thì bắt đầu nhá, để sang Sport rồi này. Cái xe này Sport thì sẽ phải ở đây trong màn hình, chứ nó không có núm xoay như kiểu ES hay LS đâu, mà nó sẽ là ở trên màn hình. Rồi, anh em sẵn sàng chưa? Bắt đầu nhỉ? Bắt đầu! Rồi, máy 2.4 i4 tăng áp. Rồi, tăng tốc. Rồi, nói chung là để nói về sức mạnh về tăng tốc ở trên chiếc xe này thì cơ bản mà nói là rất là ổn. Thực sự là nó mạnh mẽ, nhưng nó sẽ không làm cho các bạn cái hiện tượng là bị dính lưng đâu. Vì dẫu sao đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu Lexus, chúng ta sẽ có một cái mức độ nó hài hòa về yếu tố sang trọng, êm ái nó rất là nhiều. Gần như nhá, là lúc tăng tốc, cái hiện tượng bênh đầu ở trên cái phiên bản này với động cơ 2.4 tăng áp thì nó nhỏ nhỏ thôi. Hơn nữa là cái hệ thống quản lý động lực học mới VDIM ở trên những dòng xe RX ấy, nó hạn chế đi cái việc bênh đầu. Và khi phanh vừa rồi mình có phanh gấp lại ấy, thì các bạn để ý là cái mức độ rúi của mình ấy, nó cũng không nhiều. Thì đấy là ở cái hệ thống quản lý động lực học nó tác động vào hệ thống treo. Rồi, bây giờ thì tiếp tục là chúng ta đến cái bài ở đây là chạy 60, xong vào cua gắt luôn. Rồi, vào cua gắt, thử nhá, bắt đầu. Chắc, phải nói là chắc. Giải tốc 60 xong vào cua như vậy, cái lắc ngang ấy, nó có, nhưng mà nó dập rất là nhanh. Và cái tư thế trả về cái vị trí ban đầu của chúng ta ấy, phải nói là nhanh. Nói chung là ở trên dòng xe RX mới thì mặc dù là nó cao hơn, nó dài hơn, nhưng cái trọng tâm ngồi ấy, khi các bạn ngồi vào đây, các bạn sẽ thấy là chúng ta có cái phần tư thế ngồi của cả hai hàng ghế nó đều lọt xuống phía dưới đó. Và bây giờ sẽ là bài slalom với vận tốc là 50 km/h. Rồi, 50. Rồi, ok, mình đã cố gắng thử là đánh lái nó gắt một tí để cảm nhận được cái mức độ lắc ngang của xe. Thì với giải tốc 50 thì như cái setup cọc vừa rồi ấy, nó không thể hiện để cho chúng ta cảm giác là nó mất sự đi cái sự yên tâm đâu. Nói chung là cơ bản mọi thứ nó vẫn ở trong một cái trạng thái rất là an toàn. Đây, bây giờ thì bắt đầu tiến vào đường đua F1 và bắt đầu chạy gắt hơn này. Đó, động cơ 2.4 thoải mái. Nói chung là về động cơ này thì không có gì mà phải bàn cãi về sức mạnh cả. Và khi ngồi ở trên chiếc xe này thì mình cảm nhận là rất rõ cái hệ thống quản lý động lực học như mình vừa nói với các bạn. Nó hạn chế cái hiện tượng bênh đầu và phanh rúi. Nó đảm bảo được ở trong cái không gian này cái sự êm ái. Nó không bị làm cho cái người ngồi trong nó cảm giác bị khó chịu. Thì đấy vẫn luôn luôn là một cái điểm mà phải nói là điểm mạnh ở trên những chiếc xe của Lexus. Đó, bây giờ mình sẽ vào cua ở cái con cua tay áo này ở giải tốc khoảng 60 đi. Đó, bắt đầu. Rồi. Như ở trên chiếc xe này ấy, là RX350 nó sẽ không có đánh lái bánh sau. Và cái
motor điện, tức là cái cung cấp cái mô men xoắn thêm để châm những cái bánh xe trong cua ấy, nó sẽ không rõ được như ở trên chiếc RX 500H đâu. Cơ bản mà nói đây nó sẽ giống như một chiếc xe bình thường anh em mình chạy ở phố thôi, cũng không có gì đấy nó quá là đặc biệt cả. Mặc dù là chúng ta đang chạy ở những cái bài test thì nó cũng đã được thiết lập theo đúng cái tiêu chuẩn của chiếc xe rồi. Và có một cái nữa mình muốn chia sẻ với các bạn luôn khi ở chạy ở trong cái đường track F1, đó là gì? Đó là cái hệ thống cách âm ở trên chiếc xe này nó hoạt động hiệu quả. Cái này phải dành một lời khen, các bạn cứ nghe vào mic này. Đó, các bạn cứ hiểu đơn giản là khi mà chúng ta chạy ở trên đường đua ấy thì kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ ổn hơn so với cả những cái đường bình thường vì độ nhám của chúng ta cao mà, để nó giúp chiếc xe có cái độ bám tốt hơn. Nhưng các bạn cứ thử nghe mà xem. Gần như nhá, những cái tiếng tạp âm từ môi trường, tiếng từ hộp bánh xe, nó không làm cho các bạn cảm giác ồn ào một chút nào cả trên chiếc xe Lexus RX 350 này. Nói chung đây vẫn là một cái điểm mạnh ở trên dòng xe này, đó là sự êm ái và cái khả năng cách âm rất là tốt. Còn bây giờ thì anh em mình hãy cùng lên chiếc xe kia, RX 500H F Sport Performance, tên dài nhỉ. Nhưng mà thôi, tí lái con đấy vui đấy, để thử nhá. Thôi, và bây giờ chính là nhân vật chính của trải nghiệm lần này, chiếc RX 500H F Sport Performance. Chiếc xe này thì mình đã có cơ hội được chia sẻ nhanh với mọi người ở showroom cùng với anh Minh Thành. Nhưng ngày hôm nay, tại đường đua F1, em nó là dành ở đây và chúng ta sẽ là những người Việt Nam đầu tiên được trải nghiệm nó. Rất là vui. Nào, bây giờ thì vẫn là những cái bài test rất là quen thuộc. Đầu tiên là tăng tốc. Thì ở trên chiếc xe này ấy, nó khác biệt so với cả cái xe RX 350 vừa rồi mình vừa mới lái ấy. Ở cái chỗ là con này có hai motor điện. Vẫn là động cơ i4, vẫn là 2.4 tăng áp nhưng có thêm hai motor điện và tổng cái công suất nó sản sinh ra lớn hơn, 367 mã lực và 550 Nm mô men xoắn. Và hai cái motor điện ở trên chiếc xe này nó hoàn toàn được sinh ra để phục vụ cho việc tăng tốc và dẫn động, chứ không phục vụ cho việc tiết kiệm nhiên liệu. Bằng chứng là trên chiếc xe này chúng ta không có EV1 nhá. Rồi, anh em chạy đi. Rồi, đây, lại chia sẻ lại mọi người là mình không thích cái vào số ở trên cái cận số này lắm vì đá điện tử lại còn dính rắc. Nhưng thôi, nó là cái chi tiết nhỏ. Để bắt đầu nhá. Bắt đầu. Sổi. Sổi. Rồi. 100 rồi. Nhanh lắm. Để tóm gọn lại xem nào. Cái đẹp ba đầu ấy, mọi người sẽ nghe từng zip luôn ngay từ phía sau. Vì sao? Vì ở trên chiếc xe này mình có chia sẻ với mọi người là nó sử dụng hai motor điện và nó chỉ chịu trách nhiệm là để giúp chiếc xe nó dẫn động các bánh nó nhanh hơn. Chính vì vậy khi các bạn đạp ga tăng tốc ấy, thì cái mô men xoắn từ cái hai cái motor điện nó quá lớn và cái motor điện đằng sau ấy, nó lập tức nó truyền thẳng xuống bánh xe, nó gia tốc độ lớn quá, nó làm cho cái hiện tượng bị trượt đấy. Nhưng mà chiếc xe với các cái hệ thống cân bằng của nó ghìm lại cái độ trượt đấy. Nên khi các bạn tăng tốc nhá, mặc dù cái đuôi không hề quẫy một tí nào nhưng các bạn vẫn sẽ nghe được tiếng zip vì cái gia tốc nó quá lớn. Để nói về cái khả năng tăng tốc ở trên chiếc xe này thì nó nhanh hơn, chắc chắn là nó nhanh hơn so với cả RX 350 phiên bản i4 bình thường. Và khi mà tăng tốc thì lập tức các bạn sẽ nghe thấy ngay cái motor điện nó hoạt động song song với cả cái động cơ xăng và chiếc xe nó bắn đi. Và cái độ dính lưng ghế ở trên chiếc xe này nó nhanh hơn và nó rõ ràng hơn rất nhiều so với cả chiếc RX 350. Rồi bây giờ thì anh em mình tiếp tục vận hành nhá. Đó là về tăng tốc. Rồi tiếp tục là về cái đảo làn ở giải tốc 60 km/h. Rồi xem nào, 60 km/h đảo làn. Chắc, phải nói là chắc. Ở trên chiếc RX 350 vừa rồi ấy, thì khi các bạn đảo làn ấy, thì chắc là nó rõ ràng rồi. Nhưng ở trên chiếc xe này thì nó có một cái điểm mà phải nói là ấn tượng và nổi bật, đó chính là cái hệ dẫn động Direct 4. Ở trên chiếc RX 350 bình thường ấy, thì chúng ta có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, AVKD nó cũng bình thường thôi. Nhưng ở trên chiếc xe này Direct 4, và với cái motor điện ở trên chiếc xe này, nó một cái điểm nữa nó cũng khác biệt là gì? Là ở trên chiếc xe này nếu như với những chiếc xe dẫn động 4 bánh bình thường thì cái tỷ số chuyển của chúng ta ấy, nó cũng có phân bổ một cách gọi là tuần hoàn. Nhưng ở trên chiếc xe này thì các bạn cứ hình dung này này, trong trường hợp chúng ta vào cua như vừa rồi ấy, mà chúng ta đi cua gắt như thế
thì cái bánh xe trong cua nó sẽ nhận được thêm cái moment xoắn để giúp chiếc xe nó bám được trọng tâm, tức là nó hủy lại được chiếc xe. Và cái direct fall này, nếu như thông thường những cái xe chỉ là dẫn động 4 bánh bình thường thì nó sẽ trích cái phần moment xoắn, cái phần sức mạnh từ cái động cơ vào đến cái phần bánh xe ở trong cua. Nhưng với direct fall, với motor điện, nó sẽ không lấy từ cái phần sức mạnh từ động cơ nữa mà nó lấy thẳng từ motor điện. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái tốc độ về mặt trích xuất nhanh hơn. Thứ hai là chúng ta sẽ có được cái độ chính xác cao hơn. Lấy ví dụ như ở trên một cái động cơ bình thường mà trích xuất cái moment xoắn đến các bánh xe ấy, thì mình cứ cho là 70% đi, ví dụ là 70%. Thì đâu đó khi xuống bánh xe thì các bạn sẽ phải đi qua visai, đi qua các cái bộ điều khiển. Đại ý là khi xuống bánh xe nó không thể là con số là 70. Nhưng với motor điện thì gần như con số này là tuyệt đối. Và nó giúp cho cái độ ghi moment xoắn xuống các bánh xe nó tốt hơn, nó nhanh và nó chính xác. Thì cái đấy chính là cái ưu điểm của cái Direct Fall. Nói về khả năng chạy ở trên đường F1 thì ở trên chiếc xe này thì khỏi phải bàn rồi. Nó cực kỳ là ổn định, thực sự là như vậy. Ngày xưa khi nói đến những chiếc xe của Lexus hay là những chiếc xe của Toyota thì anh em mình hay nói đến gọi là một chiếc xe êm, một chiếc xe lành, rất lành. Nhưng mà từ đợt mà các bạn cứ để ý mà xem, từ đợt ông chủ tịch mới của Toyota, nhưng mà bây giờ bác ấy nghỉ hưu rồi, bây giờ bác Akio Toyoda, bác ấy lên ấy, bác ấy có phát biểu cái câu slogan này mà đến bây giờ nó vẫn còn hiệu lực ở trên chiếc xe của Lexus. Đó chính là nó không còn là những chiếc xe nhàm chán nữa. No boring, no two car. Nó không còn nhàm chán nữa. Và kể cả đối với cả dòng xe Lexus, và đặc biệt là đối với cả những cái phiên bản S-Sport như thế này, thì nó chú trọng nhiều hơn tới việc cảm giác lái. Nhưng có một cái điều, đó chính là mặc dù đây là chiếc xe RX 500H S-Sport Performance, tên của nó là Performance thật, nhưng khi các bạn chạy chiếc xe này thì các bạn sẽ nhận ra là nó có hiệu suất hơn so với cả một chiếc RX bình thường, hay là so với cả những chiếc xe Lexus bình thường. Nó hiệu suất hơn rõ ràng luôn. Nhưng cái performance ở trên những cái dòng xe Lexus, đặc biệt là ví dụ như ở trên chiếc xe này, nó sẽ không làm cho chúng ta cái cảm giác là hoàn toàn là bị phụ thuộc vào chính cái người lái. Và các cái hệ thống điện tử, hệ thống về cân bằng điện tử, về các hệ thống Direct Fall, hoặc là hệ thống quản lý động lực học VDIM mình có chia sẻ với mọi người ấy, tất cả mọi thứ nó kết hợp vào với nhau và nó làm cho cái người lái nó luôn luôn ở trong một cái trạng thái an toàn. Tức là chúng ta có một cái hiệu suất cao performance, nhưng ở vòng tròn ngoài nó vẫn sẽ là cái sự an toàn. Nhưng lại phải nhưng là cái an toàn này nó sẽ không bị giới hạn thái quá. Và cũng tiếp tục ở cái hệ thống quản lý động lực học thì mình lại phải chia sẻ lại với mọi người là mình rất thích cái công nghệ này ở trên những chiếc xe của Lexus và ở trên chiếc RX 500H Performance, nó cũng không phải là ngoại lệ. Khi đi nhanh như vừa rồi nhá, đó, và khi thắng phanh này, đó, cái mức độ rúi của chúng ta xuống mặt đường ấy, nó rất nhỏ. Trừ vì nhá, các bạn đạp phanh kiểu đạp phanh chết ấy, thì chúng ta rõ ràng rồi, kiểu gì kiểu nó cũng phải rúi xuống một tí. Nhưng đối với cả việc các bạn đạp phanh khoảng giữa giữa thôi thì gần như chúng ta không bị dồn người về phía trước nhiều, và khi các bạn tăng tốc cũng không bị quá là bị bênh cái đầu lên. Và nói đến cái bênh đầu thì mình cũng muốn chia sẻ thêm các bạn ở cái hệ thống dẫn động ở trên chiếc xe này, nó lại hay ở cái chỗ này đấy. Lúc nãy mình có đứng ở ngoài mình quan sát rất kỹ, các anh phóng viên có trải nghiệm trước thì thế này, ở trên chiếc RX 500H S-Sport Performance khi tăng tốc nó sẽ để cái tỷ số chuyển là khoảng 73, tức là khi bạn tăng tốc đạp ra như này, đó, lập tức chiếc xe nó hơi bênh đầu lên 73, 70% phía trước, 30% phía sau. Nhưng chỉ vào khoảng cỡ 1,5 đến 2 giây là cùng nhá, là lập tức cái đầu nó lại được ghi xuống. Lúc này thì cái xe nó lại chuyển sang cái cơ cấu tỷ số chuyển là 28, tức là 20% bánh trước và 80% bánh sau, để làm sao để chiếc xe nó sẽ không bị ở trong cái trạng thái bênh đầu khi các bạn tăng tốc nó quá lâu. Các bạn hình dung này, khi tăng tốc thì đầu chúng ta sẽ bênh lên đúng không? Nhưng khi mà cái tỷ số chuyển được thay đổi ấy, thì lập tức nó lại ghi xuống, để làm cho chiếc xe nó trả lại được cái trạng thái cân bằng, và nó không làm cho cái người lái bên trong nó bị sốc. Đấy, thì đấy là ở trên chiếc RX 500H S-Sport Performance. Thì ở cái yếu tố đấy thì cái điều mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó chính là cái mức độ thư giãn, cái mức độ hưởng thụ nó luôn luôn hiện hữu ở quanh đây khi các bạn cầm lái cái vô lăng này. Chỉ có điều là nó đang làm mạnh mẽ hơn, nó đang làm tốt hơn trong khía cạnh về cảm xúc,
khi so với cả những chiếc xe bình thường, không phải S-Sport, không phải performance của Lexus. Bên cạnh đó thì ở trên chiếc xe này có chống ẩm chủ động, phát ra cái tần số âm thanh ngược chiều về tiếng ồn để làm cho cái khoang xe nó yên tĩnh. Những cái công nghệ mà chúng ta cũng đã nghe tương đối lâu rồi, nhưng ở trên cái xe này nó bản chất nó đã êm và nó đã cách âm rất là tốt rồi, kính hai lớp đầy đủ mọi thứ. Nhưng vào đường F1 thì cái mức độ dội từ cái phần đặc biệt là phần giá xe khi các bạn ngồi ở đây nhá, nó có làm tốt hơn so với cả chiếc RX kia cơ. Ngoài ra nữa thì tất nhiên là những cái điểm nổi bật hơn ở trên chiếc xe này thì cũng có thể kể tới, ví dụ như là hệ thống đánh lái bánh sau. Khi mà đi nhanh, khi vào cua thì chúng sẽ đánh lái cùng chiều, và khi đi chậm thì ngược chiều. Thì đặc biệt cái hệ thống đánh lái bánh sau ấy, nó hữu ích trong cả hai trường hợp. Một là khi chúng ta đi chậm, khi đi trong phố tối ưu bán kính quay đầu hơn, và đặc biệt là khi đi nhanh thì nó giúp chiếc xe nó vào cua ngọt hơn. Thì đấy là những cái công nghệ nó hỗ trợ cho cái việc lái xe và có mặt ở trên chiếc RX 500h S-Sport Performance như thế này. Và đó là những trải nghiệm của ekip Xe Hay về chiếc Lexus RX 500h S-Sport Performance trên đường đua F1 ở Hà Nội. Thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video, và không biết mọi người thấy sao về chiếc xe này thì có thể comment ở phía bên dưới nhé. Còn tóm gọn lại về chiếc xe này RX 500h, đối với mình sau khi chạy ở đường đua F1 ấy, thì nó đem đến một cái trải nghiệm về mặt cảm xúc khá là tốt, thực sự là như vậy. Nó khác biệt so với cả những dòng xe Lexus trước đây mình đã từng trải nghiệm. Không có chuyện boring các thứ ở trên chiếc xe này, mọi thứ nó đều được giới hạn ở trong một cái phạm vi an toàn, nhưng cái hiệu suất như mình có chia sẻ mọi người. Và sắp tới đây thì anh em Xe Hay cũng sẽ có một cái chuyến hành trình đối với cả riêng dòng xe này chạy đường đèo, thì không biết nó sẽ như thế nào, thì hẹn mọi người trong video đó nhá. Và bây giờ thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.